phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bạn vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bồn Sư thích ca Mâu ni Phật nam mô bốn sư thích ca Mâu ni Phật tác đại chứng minh hôm nay mời các vị lắng nghe thánh đế về khổ thánh đế về khổ là một loạt bài ở trong nội dung thánh đế mà lần trước chúng ta đã tìm hiểu về về kinh chuyển pháp luân à, miêu tả và cảnh giới khổ tập diệt đạo những ai phát tâm học học nhiều thì người ấy sẽ thành tựu nhãn trí minh giác ừ. thì ở đây chúng ta học nghiền ngẫm nghiên cứu về gì về thánh đế khổ hay là khổ chân lý khổ để chúng ta liễu ngộ sâu xa thật tướng của khổ như thế nào chứ chúng ta không nên lãng quên hoặc nhầm lẫn thánh đế khổ được tôn giả một kiền liên phân tích như thế nào đó là sanh khổ già khổ bệnh khổ chết khổ oán tánh hội khổ ái biệt ly khổ cầu bất đắc khổ nối tóm toàn bộ năm thú ứng là khổ được chưa hả? Những giáo nghĩa này rất là gần gũi và chúng ta đã quen, quen tay Cho nên chúng ta không có nên đi chậm nữa Chúng ta cần phải kinh qua Sanh khổ là gì? Đầu tiên chúng ta thấy Sanh đó là các loài hữu tình này, hữu tình kia Hữu tình tức là loài cá tình thức Loài này, loài kia Tức ở trong tụ hữu tình này, hữu tình kia Tụ chẳng hạn như thức đang tụ ở trong thân con người Và vì lý do nào đó Thức không thể tụ được nữa Thân hoại mạng chung Thì thức theo nghiệp dẫn Sẽ tìm tới cảnh giới tương xứng với nghiệp tạo ra Để tụ vào ở trong cái môi trường đó Mà chúng ta thấy có 25 nơi nó tụ Gọi là 25 cổi. Đó. Thì cái thức tụ Tụ chỗ này, tụ chỗ kia những gì là sự sanh, sự xuất, sự nhập thai, xuất hiện, uống thành tựu, giới thành tựu, sư thành tựu, các uống đã sanh, mạng kinh đã khởi, tất cả những chữ như vậy, hiện tượng như vậy, chúng ta dùng chữ gọi là sanh. Được chưa hả? Rồi, bây giờ chữ sanh, chữ sinh khác nhau không? À, giống nhau, nhớ ngang là văn hóa thôi, chứ đừng cãi nhau, tại sao phải sanh sinh chứ sao lại sanh à, là cái nhân chuyện thời thái ngày xưa tên cũng có cãi ni cũng có cãi cải cãi lạ lắm nên hiểu tại sao họ cãi làm chi đức phật nói kinh lo tu giải thoát không tu đứng đó cãi vì nhân duyên gì nói sanh là khổ đó là điều mà chúng ta cần chiêm nghiệm tư duy vì khi hữu tình sanh cảm nghiệm tiếp thọ đủ loại yếu tố khổ của thân cảm nghiệm. Cái thân nó cảm nghiệm tiếp thọ tiếp xúc, ví dụ như một đứa trẻ vừa ra khỏi bụng mẹ thì nó tiếp xúc hơi thở thô. Trước đó một chút xíu thôi, hơi thở ở trong ở trong nguyên khí của mẹ, hơi thở đó nó không có mệt. Bây giờ tự nó thở bằng mũi. Rồi thân của nó ở trong cái môi trường che chở của mẹ, bây giờ Tự thân của nó phải tiếp xúc với gì Với không khí à, Và tiếp xúc với cái sự cọ sát Của người phụ sinh Họ đụng tới thân của nó Da rất mỏng, rất đều đơn à, Họ Tiếp xúc mà thường là phải khóc lên à, Mà thầy Huyền Châu Không khóc, còn bị quấn cho khóc Lạ vậy đó <laughs> Lạ Thế đó là thầy được cửa thật mà Hồi nói sao không khóc bà cô ngủ nói sao thằng này nó không khóc bà ném cái chân bà giỡ lên chúi đầu xuống bà quấn máy phát Mấy phát mà lì không khóc nghe bà nghe bà quấn ném số phát gì mới khóc rồi là sau này thầy nghĩ cũng rất là giận dữ cho nên đi tìm bà hồi nàng tôi có nợ bà chuyện gì đâu tại sao tôi mới ló mặt ra cuộc đời này bị bà quấn tìm tới nhà của bà thì bà chết mất rồi thành ra cho nên hối mẹ thầy mẹ thầy nói rằng là bà sợ không khóc mà cái gì đó nghẹt lỗ mũi không thở được cho nên là khóc ra cho nó ra thì thì nói chung là chúng ta thấy mình thân mình nó cảm thọ đủ thứ là không khí rồi nó cái cơ thể nó nó phồng lên và cảm thọ biết bao nhiêu cái khổ vậy mà còn bị quánh nữa thì làm sao chịu nổi À, cho nên nói người lớn mà quấn xấu bạc như vậy mà cũng không khác mới lạ, đừng nói con nít. À, cho nên nói, là lúc đó là cảm thọ khổ biết chừng nào phải không hả? À? Cảm thọ khổ, rồi cái cảm nghiệm đú lỗi khổ trên tâm, bắt đầu tâm nó khác cái thọ khổ của thân nó khác, thọ khổ của tâm nó khác. Có những cái khổ diễn ra trên thân mà không có trên tâm, có những cái khổ diễn ra trong tâm mà không phải từ thân. Rồi cảm nghiệm thọ khổ đủ yếu tố từ thân và tâm tức là khổ từ thân dẫn tới tâm Đấy, thì trạng thái đó nó khác nhau nha nó khác nhau cảm nghiệm cảm nghiệm thọ khổ đủ loại về gì nóng bức của thân cảm nghiệm thọ khổ nóng bức của tâm cảm nghiệm thọ khổ nóng bức của thân và tâm nóng bức ở trong bụng mẹ thì nhiệt độ nó khác ra ở ngoài thì nhiệt độ khác gió nó thét nó làm cho mình cũng nóng bức khác rồi tương tự cũng vậy cảm nghiệm thọ khổ uh, yếu tố thiêu đốt thiêu đốt tức là gió nó thổi đó gió thổi nó thiêu đốt cái da nó khô lên nó tiếp xúc với uh, với vải vóc với cái sự chăm sóc thì lúc đó cảm thọ thiêu đốt Nấm bức của thân rồi nấm bức của tâm và nấm bức của thân và tâm đây chính là cái trạng thái khổ của một hữu tình vừa sinh ra À, con gà nó thấy nó khổ bởi vì sao bởi vì nó ráng nó nỗ lực nó 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 mổ cái vỏ ra nó mổ cái vỏ nó chui ra còn những ngày nhỏ thầy thấy nó mổ mổ thấy tội quá thầy thầy phụ nó ai ngờ đâu phụ nó làm hại nó đỡ nó tự mổ ra thì nó khỏe ai ngờ mình 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 phụ nó mình cho nó ra thế ra nó ra nó, nó yếu xìu à, à thành ra có những trường hợp là cái nghiệp khổ Nhưng mà chúng sanh nó thọ ừ, Đây gọi là cái thọ khổ của thân, của tâm Từ thọ khổ, rồi thọ nóng bức, rồi thọ thiêu đốt Đây là những cái, cái, cảm giác mà chúng ta vừa ra đời Đôi khi chúng ta không nhớ cảm giác này Chúng ta cũng không biết luôn Nhưng lúc đó phản ứng của chúng ta là như vậy Bằng tội giác thanh tịnh không thì vết Đức Thế Tôn nhìn thấy rõ cảm thọ của một hữu tình đi ra khỏi bụng mẹ nó như vậy đó cho nên gọi là sinh khổ ở trong đó nó còn gì nữa hả nó còn chịu đựng hai yếu tố nữa đó là khổ khổ đó là yếu tố gì đó là yếu tố thọ cái thân thọ cái sự đau nhức của thân và cái sự biến dịch hả? cái sự biến dịch của gì của, của thân ví dụ như bây giờ cái thân mình ra đời nó chút xíu à nhưng mà nó nó biến dịch nó lớn lên trong trạng thái lớn đó mình rất khổ chứ không phải là sung sướng đầu đó là gọi sự biến dịch của thân hay là bây giờ khi ra đời rồi chúng ta sẽ có cái sự biến dịch của tuổi trẻ sang tuổi già cơ thể tuổi trẻ ăn cái gì nó cũng tiêu tắm rửa thoải mái trời lạnh cũng không sao trời nóng cũng chẳng nhầm nhò gì mồ hôi mùa há mẹ cứ tắm mát không sao đúng không nhưng mà bây giờ già yếu mà đang mồ hôi một cơ chạy vô tắm rào nó khó khẹt khó hèn vô đắp mình à, ngồi đó mà rung thành ra chúng ta thấy cái cái khổ của gì của sự biến dịch cơ thể chúng ta nó biến dịch nó làm chúng ta khổ đây gọi là khổ khổ hai loại khổ như vậy chất chồng lên nhau và cái khổ nữa đó là gì là các hành vô thường sự vận hành của cơ thể vô thường chúng ta gọi là hành khổ như vậy thì con người vừa mới sinh ra nó đã đón nhận ba yếu tố đó là khổ khổ hành khổ và biến dịch khổ hay là hoại đấy bỏ cái trước nhận cái sau gọi là hoại biến dịch khổ chúng ta phân tích khổ không phải để chúng ta sinh tâm bi quan yếm thế mà chúng ta nhận thức như thật về những gì mình đã diễn ra và khi chúng ta thấy khổ thì chúng ta không muốn khổ nữa. Khởi tâm viễn ly khổ để cầu quả niết bàn, cầu quả bất sanh diệt, đó là người có trí. Cũng giống như biết bệnh từ đâu sinh ra, sợ bệnh mà trừ bỏ cái nhân sinh bệnh, cho nên mình sống trong khỏe mạnh chứ không phải lãng quên bằng cách là lắp lên rằng cuộc đời khổ sơ sơ thôi, còn lại sung sướng chúng ta sống ở trong mờ mịt tối tăm như vậy không nên rồi bây giờ phân tích tới già khổ già khổ có một vị thầy nói thế này ngày xưa tôi cũng như các thầy 27 bảy ba mươi giảng những cái bài pháp về già khổ giảng thao thao ai cũng thích nghe nhưng tới bây giờ tôi thấy tôi giảng sẽ bét tại vì sao bởi vì Tôi già rồi tôi hiếu nó khác Còn ngày xưa Giảng vừa già khổ Đó là do đọc sách Do hình dung tưởng tượng Cho nên là không có đúng Thế Thầy mới nói Thưa ông Sai vì vừa vừa sẽ biết giữ nào ông <laughs> Ông nói ờ <ở>, sẽ biết <laughs> Nhưng mà thưa các vị Ở trong suy nghĩ thầy Không chấp nhận Cái lời phán dạy đó Bởi vì sao Bởi vì con người ta có trí tuệ không có nghĩa rằng chúng ta có trải nghiệm chúng ta mới có kinh nghiệm đôi khi chúng ta thấy sự trải nghiệm của người khác mình cũng có kinh nghiệm ví dụ như mình thấy một người đưa tay vào lửa tay nóng bóng lên và họ sẽ thọ khổ thì mình biết rằng lửa bóng nó sẽ khổ không nhất định gì mình phải đưa tay cho lửa nó bóng rồi mình mới biết khổ Người mà tới đưa tay lướt bóng rồi mới biết khổ Thì trí của người này quá ư là tầm thường Có đúng không quý vị? Trong cái sự cảm nhận người ta nghe một câu nói Lòng cũng đã đủ đau rồi Đâu cần gì mà phải đánh rơi vọt nữa mình mới thấy đau Cho nên từ đó, tùy cái tuệ giác mà nhận ra Thành ra ở đây này chúng ta phân tích Chúng ta chưa già, chúng ta cứ phân tích Chúng ta thấy rằng á, là khi già tất bạc rên rụng à, Tóc bạc rơi rụng Rồi da trùng mặt nhân Những điều như vậy nó diễn ra Mình không có, có, già Mình cũng vẫn thấy xung quanh nó như vậy Đâu có ai muốn á, là tóc mình nó bạc đi Đâu có ai muốn là là, là nó rơi rụng à, Rồi da trùng mặt nhân rồi đâu có ai muốn là thân công lưng khồm thở khó gấp gáp chấm gậy mà đi. Là, chi thể nổi chấm điên. Quan sát mình thấy lúc già nhỏ thì thì da nó hồng hào tươi nhuận còn già da cá mồi. Gọi là gì hả Là thi là chi thể nổi chấm điên. Rồi suy yếu, suy yếu tức là cái khí lực nó suy yếu, ăn nó không có tiêu, thở nó cũng không có nổi rồi gì á ám độn ám độn các cân chín rục, cái này nó là, là là hay nhất này các cân chín rục mới là ha, đó ở cho nên mình hát cái bài ca là mẹ già mà như chuối chín cây à, gió lây mẹ rụng còn cây với cùi <laughs> đây gọi là gì à? đây gọi là, là chín rục đó. Đó, nó chín rục mà nó y như trái chuối chín vậy đó Thành ra cái kinh nó không có khỏe như trước Nó không có nghe như trước Nó không thấy như trước Nó không ngửi như trước được nữa Thậm chí là cái cơ thể mình nó hôi Mà cứ nghĩ chuột chết ở gần đó <laughs> Các căn chính ruột Nó không có đủ sức phân biệt ra nữa Rồi lúc mình mình chưa ăn Mình ăn rồi mà nó chưa ăn Có nhiều Phật tử nói thưa Thầy Thầy nghĩ Thầy Con nuôi 10 đứa con nó khổ Nó biết chừng nào Mà bây giờ nó bỏ đối con Thầy Hồi đó mới hành đạo mình nghĩ mình nhầm Mình nói trời ơi sao cái nhà đó bất khiếu dữ vậy Cái người mẹ già thế này Mà không cho bà ăn à, Vậy lúc đó thầy mới hối Thầy hối là tại sao trong nhà không cho bà ăn Trong nhà nói Có lúc nào bỏ đối đâu Lúc đó mình nói vậy Thì biết thứ như ai đây Nhưng mà quá thật á, Là sau đó đỡ ý Thì mới hiểu ra Là khi bà ngồi ăn với thầy chút xíu Mười phút sau Thầy hỏi bà ăn chưa? Nói ăn hồi nào đâu có thầy Rồi đứt thì là hến rồi Thứ thiệt là cao thú rồi <laughs> Lúc đó mình mới ngộ ra Mình mới nhận ra Là đúng là vậy Các kênh chín rục Chính rục như vậy nó đỡ lại Rất nhiều cái phiền não cho người khác Cô con cái nó cũng buồn phiền Mà không biết làm sao ừ. Hồi nhỏ đọc một câu chuyện Là Là cái người chồng rất thương vợ Nhưng mà họ giao kèo với nhau họ giao kèo với nhau là khi người chồng báo người vợ mà báo tắt đèn thì vợ phải mở đèn lên tức là họ giao kèo là nối và làm lũng ngược lại thứ cuộc sống nó làm sao và chúng ta thấy nó khổ vô cùng nó khổ vô cùng rồi sau đó thì à, à, chẳng hạn như là nối đèn đó là cơm nó khét thì mình hiểu đèn cơm chính tức là tự đưa ra một cái quy ước đảo ngược như vậy thứ cuộc sống nó làm sao thì rõ ràng là đảo điên hết trạng thái các kênh chính rục nó sẽ đẩy tới những sinh hoạt đảo điên cũng tương tự như vậy các kênh chính ruột đó và tới lúc mà khi già rồi mình thấy là có những điều mình trước đây mình không có bữa nay cái thói hư thật xấu ở đâu nó nổi ra rồi còn nữa tuổi già có những cái ý nghĩ mà mà cái phong thái lịch lãm của tuổi trẻ nó đâu mất hết nè tự nhiên tuổi già nó xuất hiện rồi nó, nó thể hiện ra cái xứ sự, sự, sự ngang chướng không ai chịu nổi à, già mà oai à, đó chưa? tức là cứ nghĩ là mình oai phong đó lúc nào cũng vậy hết á hoặc là mình nhớ lại cái oai hùng ngày xưa hoặc là có những cái điều tự nhiên nó buồn Nó buồn ở đâu đó nó ủa tự nhiên hồi ngày xưa mình lo cho người này người kia bây giờ mình già rồi mình lo không được nữa cho nên con cái nó quên mình không ra gì À, tự nhiên ấy, nó nó cám cảnh nó buồn nó phiền nói chung là các căn chính rục đặc biệt các căn nó mạnh mẽ thì nó ghi nhớ tốt còn các căn chính rục là nó không có nhớ cái xu hướng nó là không nhớ rồi biến hoại các hành cũ kỹ tàn tạ tức là các hành nó mới nó có ý tưởng gì hay ho còn giờ đây á nó cũ kỹ có một cái câu đó mà cứ nói tới nó lưu mãi và mình đã nói rằng biết rồi khổ lắm à, vậy mà cứ nói mãi chúng <laughs> ta tức là cái khổ cái khổ của tuổi già và tới được không biết mình già rồi mình có bị hay không nhưng mà thưa các chị ta thấy tất cả những ai tu hành tinh tấn á, cái tuổi già họ họ ít có bị những trường hợp này xứ à, sự, sự rất là phóng khoáng mọi thứ rất là minh mẫn sáng suốt trước khi chết họ cũng sáng thậm chí các vị thiền sư mà còn đùa giỡn với sinh tứ Hỏi rằng trên đời này có ai chết mà trồng chuối không? Nói giờ không có, người nằm, người ngồi Chết kiểu gì chết chứ chưa có ai trồng chuối Vậy mà các ngài nói Nhở thì hôm nay ta trồng chuối ta chết Để thể hiện rằng cái công phu tu hành tự tại à, Sau này á mình chết mình vô nhà quang mình nằm Vô lò thiêu mình nằm chờ hai tiếng hồ thôi Nhờ ai đã bấm nút giùm khối mất công phiền phức là mình tự tại phải không? Nhưng mà như vậy cũng chưa tự tại. Mình tự sinh ra hóa quan tam muội thiêu đốt cái xác này. Khối cần phải nhờ lò thiêu mất mấy ngàn. Thì đó, đó mới gọi là tự tại phải không ạ? Nó tự tại tới mức như vậy, còn bây giờ đây mình làm phiền lắm, còn làm phiền rất nhiều người. Đừng nghĩ rằng mình chết rồi là không phiền ai, mình phiền người để cho mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy các hành nó tàn tạ, hú bại. Những chữ như vậy rất là giới sợ, suy tốn nay xuyên chút mai mai tổ một chút à, tuổi lớn rồi mà khi bệnh khó phục hồi lắm Nó suy rồi nó không có phục hồi lại được những điều như vậy cố gắng chiêm nghiệm cuộc sống như vậy thì có gì là sung sướng những điều như vậy ấy, có ai tránh khỏi được có không à có người nào tránh khỏi tuổi già không có người chết trễ thì đâu có già đâu thành ra người này người nào không có khổ phải không ạ à? à, nhưng mà trong kiếp sống thì tránh cái già thì nó cũng có cái bệnh hay là ít nhất có sinh ra cũng đã có khổ rồi rồi vì nhân duyên gì mà gọi là già khổ là khi hữu tình già vì cảm nghiệm tiếp thọ đủ loại yếu tố khổ của thân chi tiết như vậy rồi yếu tố của tâm rồi nóng bức rồi thiêu đốt nó tạo ra cái cảm thọ khổ đủ thứ như vậy đây gọi là già khổ và ở trong già khổ nó cũng có ba yếu tố là khổ khổ hành khổ và hoại khổ à, rồi bây giờ chúng ta phân tích thêm là yếu tố bệnh khổ như thế nào tôn giả một kiền liên phân tích cho chúng ta thấy bệnh có nhiều cái trạng thái như là đau đầu đau mắt đau tai đau mũi, đau lưỡi, đau mạch, đau môi, đau răng, rồi đau vồm, họng, đau cổ, đau tim, bệnh phong, bệnh ho, bệnh khí, bệnh nắc hơi, nắc hơi là bệnh nắc cục phải không? Bệnh húi, bệnh trĩ, bệnh kiết lỵ, bệnh lậu, bệnh lạnh, bệnh nóng, bệnh điên, bệnh động kinh, nôn ối, viêm sưng, ghế ngứa, ung thư, bệnh phụ nữ bệnh hạch sưng hạch này bệnh tiêu khác bệnh tiêu khác bệnh tiêu khác là bệnh gì hả tiêu khác là tiểu đường hả à, bệnh tiêu khác là tiểu đường tức là không thiếu ở trong nhà hả <laughs> tức là tức là gì là các bệnh các loại bệnh khác sinh ra từ thân và tâm nói cho nôm na tất cả những cái loại bệnh sinh ra từ thân và tâm gọi chung là bệnh Vì nhân duyên gì gọi là bệnh khổ Vì khi hữu tình bệnh Vì cảm nghiệm tiếp thọ đủ loại khổ của thân Thân nó cần phải cân bằng Đâu chỗ này nhất chỗ kia à, Rồi từ đó mà tâm chịu đựng sự bức bách ở trong đó Cảm nghiệm tiếp thọ đủ loại yếu tố thiêu đốt của thân tâm Nên nói bệnh là khổ và ở trong bệnh cũng vậy Nhiều khi bệnh này chưa bớt Bệnh khác sinh ra Và cái sự chất chồng của khổ khổ Hành khổ giả và hoại khổ Yếu tố thứ tư Đó là chết khổ Các loài hữu tình thế này thế kia Tụ này à, Của hữu tình thế này thế kia Mà dời chuyến Tức là chết là ở trong cái tụ của con người thức tụ trong thân con người bây giờ vì lý do gì đó thân hoại mạng chung thức nó phải di chuyển sang một cái tụ khác cũng có thể là tụ người nhưng mà cũng phải ở trên thân khác cho nên mà nói chung phải có sự di chuyển di chuyển từ một cái trạng thái cảm thọ nhẹ nhàng thoải mái bây giờ vô cái trạng thái cảm thọ không có thở được rồi không thở được thì khí huyết nó yếu xuống tâm nó chìm xuống nước nó trồi lên và chúng ta cảm thấy hình như là mình mình bị chìm ở trong nước là chìm trong nước rồi thì sau đó thì sao bị trôi vô trong bị nhấn chìm vô trong cái đất sình mà địa đại nó rã ra giống như tâm mình bị chìm vô ở trong cái đất sình trong đất lầy rồi khi mà cái lầy tới mức nào đó rồi bắt đầu á là Bắt đầu là lửa giữ lứa giữ nó tan đi lứa giữ nó tan đi lửa nó tan đi thì cái xu hướng của mình thấy lạnh mà thấy lạnh thì muốn đi tìm kiếm lửa tại vì lửa nó tan mình thiếu thân nhiệt thì mình thấy lạnh à, rung bật lên rồi còn lại một chút xíu là cái hơi ấm à, khí nó tan tất cả tan dần 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 như vậy Những cái cảm thọ đó chúng ta không có quen bởi vì đơn giản cuộc sống hàng ngày Chúng ta sống rất là quân bình với những loại này. Địa thủy hóa phong rất là quân bình, cơ thể 37 độ C, si. không có không có có thiên lệch, thiên lệch một chút là lạnh hoặc là là sốt. Và chúng ta sẽ thấy khó chịu ngay. Nhưng mà đối diện với ca chết thì những loại cảm thọ khác biệt này á nó tràn lên. Và nó tràn lên rồi, chúng ta không đủ kinh nghiệm, định lực để đối phó với nó. Và tất nhiên chúng ta khởi lòng tham Làm sao cho nó thuận ý của mình Mà tham không được thì sân khởi Và tham sân nó khởi ao ạt lên Tới cái chỗ là không chịu nổi nữa Đi vô trạng thái năng lực tiềm phục Của là hôn mê và sống trong tiềm thức Ở tiềm thức đó Cái vọng thức nó ngưng xuống Thì lúc bây giờ Cái thức tâm vi tế kiền đạt phược Bắt đầu xuất hiện mà kiền đạt phược xuất hiện thì chỉ còn bám víu một chút ở hơi ấm và khi hơi ấm trên thân mạng đã hết rồi thì có khi vì một cái lý do nào đó nó bám ở trên một chút nước còn lại ở trong thân. Cái loại nước này rất là trong rất là trong. Có khi nó ra ở lỗ mũi hoặc có khi nó ra ở đường tiêu tiện. đó là thức nó sẽ bám vào ở trong một cái 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 cái, cái khí vi tế như vậy. chỉ trong chút, chút xíu thôi, nhiều khi máy không thể đo nổi. Nhưng mà khi mình có nhiều kinh nghiệm mình nhìn là hiếu Thì lúc đó Lúc đó thức nó như vậy như vậy Nó không còn duy trì sự sống được nữa Thì nó phải kiếm chỗ đầu thai Và khi nó đi ra khối xác Thì nó, nó tùy theo nghiệp mà nó tù ở trong cái môi trường khác Thành ra đây mới nói rằng là gì Là tù chỗ này dời chỗ kia Biến hoại tan biến biệt ly Thọ noãn Thọ tức là cái cảm giác mất đi Noãn tức là hơi ấm Và thức tức là sự phân biệt á Diệt mất nhận biết đó bị diệt mất Và mạng kinh không hoạt động Các uẩn tan rã à, Có khi là chết trễ Có khi là hy sinh Nó nói chung gọi chung là Là chết Và chúng ta chết là cái chết Có phải không quý vị? chết là cái chết có nhiều phật tử đi về chùa nó thưa thầy cái cô đó cũng làm vậy thầy nghĩ sao thầy nói cô yên tâm cô đó trước sau gì cũng chết cô không cần lo gì hết cô ngồi chơi bữa nữa là họ sẽ chết tại sao bây giờ con người chết là cái chết mình lo cái chết không lo đi lo cái chuyện giận hờn làm gì sanh tử đại sự là chuyện quan trọng còn cái việc hí nộ ái ố nó chỉ là cái cảm thọ trôi qua nhưng mà chúng ta đôi khi lại dùng hết thời gian và trí não để giải quyết cái cảm thọ này mà quên rằng mình thất bại trước hàm răng của tử thần. Rồi, vì nhân duyên gì gọi là chết là khốn, vì hữu tình chết, vì cảm nghiệm thọ đủ loại như vậy mà ở trong kinh có khi nói rằng là giống như con trâu bị lột da, giống như là gì? Giống như là giống như là là trăm ngàn mũi kim đâm chích lên cơ thể Cảm thọ nó như vậy Người còn sống thì không biết Không biết lại tác động vào người đang chết Có khi chích thuốc Có khi thấy đồ à, Có khi là gì Lại thấy tội quá xoa xoa đầu nữa Nhưng mà không hiểu rằng Tất cả những động tác đó Nó đỡ lại cái cảm thọ của người chết kia Tăng thêm cái sự khung khiếp Và họ chỉ có khởi sân mà thôi chứ không thể nào chấp nhận nổi cũng giống như một người đang đau mà bị sốc lên sốc xuống như vậy ấy, thì không có chịu nổi đó là những cái cảm thọ tự nhiên mà khi mình chăm sóc mình hiểu thà đèn cứ đi im vậy á họ đau họ đớn tự nhiên họ sẽ họ sẽ chịu được cái 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 phiền não nó bớt khởi lên còn hở mà chúng ta can thiệp vô trong những lúc đó thì phiền não nó khởi hơn rất nhiều và cái phiền não khởi lên thì họ biết mình không biết và phiền não đã bừng cháy nếu như chết trong trạng thái đó thì thân tiếp sau sẽ có thừa ở trên ý nghĩ phiền não bừng cháy đó và canh giới thọ sinh chắc chắn đi vô atula đó là canh giới lứa dữ do sân giận hiểu không hả chúng ta thấy nó nguy hiểm như vậy cho nên phật nói rằng là chúng sinh ở trong cõi này mà chết đầu thai cõi khác nhiều như đất trên quả địa cầu còn trở lại được với cõi người ít giống như đất trên ngón tay từ lời dạy đó chúng ta có thể thấy rằng Thân người khó được Có được thân người biết trong quý nó Trong quý đó làm gì Để làm cái gì đó để tự giải thoát mình Còn nếu như mình làm mọi thứ Để củng cố cho cuộc đời vô thường Cuối cùng mình là người thất bại Khi nhận ra như vậy rồi Thì mình mới có cái sự quyết tâm Chọn cho mình một cách làm hướng đi Còn nếu không Thì những cái cảm thọ hí nộ ái ố Nó sẽ dẫn mình đi hết cuộc đời đây là những điều mà mình có ngộ hay không, có giác hay không Nó tùy theo cái trí tuệ của mỗi người nữa Rồi bây giờ đây chúng ta thấy rằng Sanh già bệnh chết Không có bất kỳ một tôn giáo nào có thể ngăn cản nổi Chỉ có tự bản thân người đó Tìm một giải pháp đi vào niết bàn diệt tận Thì tự mình chấm dứt cái cảnh sanh già bệnh chết Còn không có Đức Thế Tôn nào có thể giúp cho mình được hoặc nói cách khác không có bất cứ một đấng quyền năng nào mà khiến cho chúng ta thoát khỏi cái cảm thọ khổ đau do sinh già bệnh chết. Hạt giả, chúng ta nhân danh Phật tử, nhân danh đệ tử của Thánh A La, chúng ta cũng không thể nào mà mà chấm dứt những cái cảm thọ sinh già bệnh chết. Đây là một cái sự khổ thống khổ đương nhiên xảy ra ở trong bất cứ sự tồn tại nào. Đây gọi là gì? Trí tuệ như thật, không cần thuyết phục. Đây là trí tuệ như thật, mình có nhận ra hay không? Đó là do khả năng của mình, sanh già bệnh chết. Vì vậy cho nên khi mà gặp các tôn giáo khác Thầy mong các vị đừng có nói về cái gì hết, chỉ có nói sanh già bệnh chết là sự thật anh có chấp nhận hay không? Mà khi anh chấp nhận sự thật thì giải pháp ra khỏi khổ đau của anh là gì? Giải pháp chấm dứt nó là gì? và giải pháp chấm dứt nó lên trên cõi trời như vậy cõi trời có còn tái sinh có còn chết hay không có còn diệt hay không nếu cho rằng cõi trời không còn diệt thì tại sao nó sinh ra cái đã sinh ra cái đó phải chịu sự hủy diệt như vậy có sinh ra có hủy diệt làm sao có hạnh phúc được niết bàn vô vi viễn ly sinh diệt mới chấm dứt khổ đau được đó gọi là con đường bất tứ mà Đức Thế Tôn đã khai thị ở tại vườn Lộc Uyển. À, chúng ta học giáo pháp Phật nhìn nhận một cách sáng ngời như vậy, rồi chúng ta nhận ra là chúng ta nên làm gì. Rồi tới gì nữa, tôi oán tánh hội khổ. Oán tánh hội là gì? Các hữu tình không đáng yêu, không đáng ưa, không đáng thích, không vừa ý mà phải cùng với người đó làm bạn hội tụ một chỗ không tách rời, không giải tán, tụ tập kết hợp, gọi chung oán tánh hội khổ. Điều này quá dở hiếu phải không hả? Quá dở hiếu, nhất là trong cuộc sống làm ăn, hãng sướng, gắn bó với cái sự chia sẻ quyền lợi, cho nên phải nhẫn chịu rất nhiều nghịch cảnh ở trong đó mà chúng ta thấy là oán tán hội nhiều khi mình không có làm gì chẳng qua người ta ở cái vị trí ưu thế hơn người ta không ưa mình thôi người ta cứ suốt ngày kiếm chuyện thôi và có quá nhiều người cầu nhờ thầy cầu nguyện cầu làm sao mà cho giải đi oan gia trái chủ nói là oan gia trái chủ nhờ thầy cầu và thầy thấy thầy thấy rằng là thầy làm việc quá nhiều và phật làm việc cũng quá nhiều ngày xưa cũng có một phật tử nhờ thầy cầu thầy nói là khi mà giải oan gia trái chủ rồi thì có chịu nghỉ ngơi không nó dạ con nghỉ vừa hưu con nghỉ liền mà tới nay về hưu rồi chưa nghỉ Ôi, tại sao vậy đó thằng ship mới nó lên nó thương con quá thầy ơi <laughs> Công việc nhiều quá mà nó cứ nó thang nó đang lấy con đừng nghĩ Nghĩ nó buồn lắm chỉ có mình con là nó thương nó à, Rồi cuộc tới giờ già rồi hứa ngày xưa hứa thầy á là giờ hưu rồi là đi tu ngon lành lắm Làm thầy bị dụ cầu nguyện muốn chết Tới giờ già rồi chẳng chịu tu gì hết Còn tiếp tục là đi làm kiếm tiền Mà tao nói kiếm tiền làm gì Nhà, À, làm phước thì cũng được Nhưng mà có nhiều khi đã Hán gì làm phước đâu à, Lo cho mấy đứa cháu Nó mua cái này, nó mua cái kia à, Cứ như vậy đó à, Tiêu cái này tốn cái nọ Rồi rốt cuộc đó là mình trôi trong sanh tử Những điều như vậy chúng ta thấy rất là khổ phải không Vì nhân duyên gì gọi là oán tính hội khổ Đó là các hữu tình Oán tính ghét nhau Mà phải gặp nhau Mà gặp nhau thì tâm nó xúc nghịch Cho nên nó đỡ lại những cái cảm thọ khổ khổ của thân khổ của tâm khổ của cả thân và tâm mà chịu sự thiêu đốt chịu sự nóng bức của cái hoàn cảnh nghịch này ừ. và nói chung ở trong này nó vẫn có diễn ra ba yếu tố khổ khổ hành khổ giả hoại khổ rồi đến yếu tố ái biệt ly Ái biệt ly là gì các hữu tình đáng yêu đáng ưa đáng thích hợp ý mà không cùng ở chung với người đó một chỗ mà phải sống tách rời giải tán không được tụ tập không được kết hợp nó sẽ đỡ lại cái khổ vì mong muốn mà không được như ý gọi là gì hả đây gọi là ái biệt ly ngày xưa người ta người ta người ta làm những cố nhân làm những cái bài thơ rất là hay và thầy thấy nó vui quân tại tương gian đầu thiếp tại tương gian vĩ tương tư bất tương kiến đồng ẩm tương gian thúy các vị nghe thầy đọc giống như ông đồ nho không? <laughs> Chồng ở đầu sông Tương Thiếp ở cuối dòng sông Tương Quân tại Tương Giang Tương Giang đầu mà thiếp tại Tương Giang Vĩ Tương tư tức là thương nhau Tương tư bất tương kiến Thương nhau mà không có Gặp nhau đối diện với nhau Mà ối âm thay Đồng ấm tương giang thúy Nó cùng uống nước trong một dòng sông đấy Nó nó càng khốn khổ hơn hoài hoài ha, à, cho nên cái cái cuộc sống cái cuộc sống như vậy, còn à, bây giờ sao rồi Bây giờ là là chồng ở đầu sông tương, cuối tiếp ở cuối sông tương phải không? À, tương tư bất tương kiến thì sao? À, bây giờ nó đâu có như giới hạn ngày xưa, đồng ấm tương gian thế như ngày xưa, bây giờ nó cũng có những cái ràng buộc khác, nó cũng có tìm kiếm những cách khác. Nhưng mà cái khác bây giờ nó lại sinh ra cái khổ khác. Chẳng hạn như bây giờ ngày xưa nó viết những cái lá thư rồi nó chờ những lá thư về lâu quá giờ nó lấy điện thoại nó gọi. <laughs> Chứ mà nó gọi hoài cũng phiền. Nó gọi hoài cũng phiền. Tại sao bây giờ hai người hai người cũng như là ở gần nhau và là bắt đầu là nó cái ái á, là bắt đầu là nó muốn sở hữu và sở hữu là bắt đầu nó nghi nó nghi nó không biết cái người kia giờ sao làm gì à, bắt đầu là đi đâu là nó lấy cái điện thoại nó ra nó chụp hình nó đỡ cho cô nó đang làm cái gì cái gì cái gì rồi tự nhiên hai người đang tự do tự tại vậy thành hai người lính gác nó gác nhau chồng gác vợ vợ gác chồng nó gác tối ngày mà nó cũng không có yên tâm nữa nghe. <laughs> nó, cho nên tự nhiên đang tự do thành lính gác ở nhau lạ quá nhưng mà nhưng mà nó thấy nó lạ không như vậy nó rất là khổ bởi vì ái biệt ly ấy. ái biệt ly rồi gì nữa ha rồi ái biệt ly nó khổ như thế nào trong tâm cảm nhận như vậy như vậy mà phải xa lìa trong đó đặc tính của nó vẫn có khổ khổ hành khổ giả và hoại khổ còn mâm cầu bất đắc điều này cũng quá dở hiu mâm cầu mà không được chẳng hạn như mâm cầu sắc mâm cầu thanh mâm cầu hương mâm cầu vị súc mâm cầu ấm thực mâm cầu gì đồ nằm thuốc men à, các đồ dùng cho thân khả ý mà không được Không gặp được Không thành tựu, Không hòa hợp Đây gọi là mong cầu Như vậy thì chúng ta hiểu Mong cầu là dựa trên gì? sắc thinh hương vị xúc Nó phục vụ cho đời sống ăn mặc ở sinh hoạt Nó trái với ý của mình thôi Chứ đừng cho rằng là nó có hay không Bởi vì có những trường hợp chúng ta có rồi Chúng ta là nhàm chán nó Chúng ta đi tìm kiếm cái khác À, ví dụ như ngày xưa sống Các vị lớn tuổi ở Việt Nam có cơm ăn là may rồi nhưng bây giờ thì mua chất đầy nhà thấy nó cũng chán không muốn ăn mà nó khổ bởi những cái khác mong cầu cái khác nhá mấy ông cầu đi về chùa đừng gặp cái người đó dễ mà cứ gặp hoài thấy nó dở ghét đó, cho nên cái này là về cầu bất đắc hoặc là hoặc là cầu nó tôi thầy con con mong trúng vé số đó con cúng dường thầy xây dựng đại học thì nó đừng đừng có mong vì không bao giờ trúng đâu. Tại vì mà mong gì quá cầu gì quá nó sẽ khổ. Rồi nghe cái tụng kinh trì chú mà mong cầu nó cũng khổ nghe. Có người có người chồng người hoa nuôi có vợ hai đứa con rất là thương vợ là một doanh nghiệp giàu có. Tự nhiên vợ điên. Mỗi tháng chồng bỏ ra 10.000 đưa cho người mẹ vợ, nhờ mẹ vợ tìm cách giúp cho vợ con nó bớt con phải đi theo cái công việc điều hành làm việc hai đứa con hai đứa con chu cấp là tiền đàng hoàng vợ đàng hoàng người vợ điên ba năm mẹ là phật tứ lật chú đại bi ra đọc suốt ngày để cầu sự màu nhiệm của bồ tát gia hộ đọc hoài đọc hoài đọc ba năm tới đọc ba năm mà chẳng bớt thành ra xem trên internet thấy thầy quyền châu tuốt san diego lái xe tới Hỏi thưa thầy Tại sao con cầu ba năm mà không có được Hỏi cô thuộc chú đại bi chưa Nó dạ chưa Hỏi tại sao đọc ba năm mà không thuộc Cô không hiếu Một ngày con đọc 108 biến mà không thuộc Tại sao à, Tham cầu Thành ra cái tâm nó quấn chặt bởi cái tham Nó không có trí để nhớ cầu chú nữa Người ta không hiểu Và do vậy mà người ta không có được tỏa ý của họ Thành ra cầu bất đắc Khốn khổ vô cùng rồi chúng ta mong cầu mình một đứa con ngoan ngoãn hiếu thuận mình câu hoài mà nó nặng như hòn đá tán vậy đó suốt ngày nó cứ dùi đầu vô trong cái cái máy game nó làm gì cứ chiếu chiêu, chiêu chiêu. cứ ngồi trong đó cơm nó không ăn nước không thèm uống mình nói nó nó trơ mặt ra đó mình lên lễ phật cầu cho con mình nó nhúc nhích phật làm đủ thứ hết đó là mâm cầu không được tổ ý Nói chung là Cái chữ cầu này rất là nhiều Mỗi người một cái mâm cầu khác nhau Cầu anh ở sinh hoạt phương tiện nhà cửa Mà không được như ý Là nó đỡ lại khổ à, Rồi Nằm thu uống khổ Đó là gì hả Đó là sách Họ tưởng hành thức Thú ứng Gọi chung Ở trong này là Là khổ vì nhờ, do nhân viên gì mà nói là toàn bộ năm thu ứng là khổ năm thu ứng chuyển động vô thường đặc tính của nó chuyển động vô thường mệt nhọc suy yếu là pháp tan hoại thay đổi không ngừng hư hoại mục nát không còn mãi không thể tin cậy là pháp biến hoại có tăng có giảm tạm trụ rồi nhanh chóng diệt trước không có nay có có rồi hoàn không do nhân duyên này lược nối toàn bộ năm thu uống là khổ như vậy thì thưa quý vị chúng ta chúng ta ném được chưa nếm được là tám khổ rồi phải không và ở trong này tôn giả một cường liên kết luận rằng như nói năm thu ứng mà tính chất là khổ vì không an ổn vì trái với thánh tâm Đó, trái với thánh tâm tức là cái tâm thanh tịnh của bậc thánh bởi sao bây giờ con người ta ai cũng muốn hướng tới cái sự thanh tịnh đây là cái điểm rất là kỳ lạ trong trong nội tâm chúng ta thầy chúng ta có một cái tâm mong cầu hướng tới sự thanh tịnh và hạnh phúc vì vậy cho nên ở đâu có sự thanh tịnh và hạnh phúc chúng ta đều sinh lòng ngưỡng mộ cái đó là cái, cái 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 bản năng tự nhiên của chúng ta đó Thế nếu như mà mình không có bản năng này thầy nghĩ rằng chúng ta tu không thể chứng thánh được à, và thầy cứ ngồi để giảng kinh chứ cũng không ai nghe bây giờ các vị nghe kinh nó không có sinh ra đồng nào Đúng không? Nhưng mà trong tâm muốn liễu ngộ sự thanh tịnh Muốn đạt đến cái trí thanh tịnh Do vậy mà trong tâm mình đi tìm kiếm Và thấy Bồ Đề Phật Quốc có chương trình Cho nên mình đến tham dự Thành ra đây gọi là gì? Là do nó không an ổn bởi vì gì nó trái với thánh tâm Điều này chúng ta phải lý giải cho được Chứ nếu như không học Chúng ta không cứ thấy rằng nó khổ tự nhiên rồi thôi Chứ không hiểu rằng do nó trái với thánh tâm Thành ra mình có cái cảm tính khổ Các khổ được gọi là là khổ đế, cái này là vô thường là chân thật, nó là vô thường, đây gọi là khổ, thì chân thật là khổ, dù Phật xuất hiện thế gian hay không xuất hiện thế gian, pháp khổ như vậy là pháp trụ, là pháp giới. Phật có ra đời hay không ra đời, pháp khổ nó là như vậy, nó là pháp trụ, nó là pháp giới. Pháp giới nó là như vậy, cái phạm vi như vậy, ranh giới nó như vậy, lĩnh vực của nó là như vậy, không thể khác được. Cho nên Đức Thế Tôn nói ta là hữu tình giác ngộ Chứ không phải là Ngài Ngài sáng tạo ra chồng lý Tất cả như lai tự nhiên thông đạt Những câu này chúng ta cố gắng là chiêm nghiệm Tất cả như lai tự nhiên thông đạt Chứ không cần phải rằng trải nghiệm khổ đau để thông đạt khổ Hiểu như vậy là sai lầm Tất cả những ai tu tập chứng đắc đều thông đạt hết như vậy Đấng đánh giác tuyên thuyết thi thiết kiến lập phân biệt khai thị làm cho nó hiển lộ rõ đó là cái công việc của một đấng định chánh giác khai thị pháp yếu tức là nói rằng đây là vô thường đây là khổ đây là vô thường tánh đây là khổ tánh những điều ấy là chân là thật là đế là như là không dối không rỗng không đảo ngược không đối khác cho nên gọi là khổ đế Luận lý như vậy tới mức đây chúng ta gọi là tận cùng của luận lý và không thể nào phán biện lại được câu nào nữa. Gọi thánh đế là gì? Thánh là chư Phật và đệ tử của Phật. Đây là sự thật của các thánh giả, tức là các vị đó đối với thánh đế này thấy, biết, hiểu rõ. Đệ tử Phật mà không thấy điều này, không biết điều này, không hiểu rõ điều này, không phải là đệ tử Phật. Cho nên là thánh là chỉ cho Phật. Và đệ tử Phật gọi là thánh đệ tử. Thấy biết hiểu rõ chánh giác chứ không có gì, không có mê muội, chánh giác đây là đế do nhân duyên này gọi là gì? Khổ đế. Lại nữa, khổ thánh đế là quy ước theo khái niệm ngôn ngữ tập quán mà giả lập danh từ khổ đế này. Đây là câu rất là quan trọng quý vị. Rất quan trọng. Vì sao? Bởi vì lời của Phật nói cũng là danh tự Cũng là danh Miễn làm sao chúng ta hiểu là được Chứ chúng ta không có nên là bắt chẹt ngôn ngữ Ví dụ như có một vị sư nào ở bên miền Đông Nói rằng là nếp bàn Nếp, chữ, chữ N, chữ Y, chữ B Nếp, Chứ niếc là sai Miễn làm sao người ta hiểu cái nghĩa đúng là được Tại sao mình sửa làm chí Quý vị, thầy nói như vậy quý vị có thấy có đúng không a di đà Phật được không mà Phật A-mi à? Hả Nhưng mà các người nói là A-mi là mới đúng và a di là sai Đúng hay sai thì chuyện đó không có quan trọng Cho nên những điều này á Chúng ta hiểu là cái ngôn ngữ Quy định giả lập mà thôi hàng Sa Phật và đệ tử trong quá khứ Đều có quy ước và tên gọi như vậy cho nên ngôn ngữ chỉ là giả danh Miêu tả đầy đủ chân lý là được rồi A như Đạo Phật Hôm nay chúng ta dừng ở đây Nguyện đêm công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối Don't order